Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến toàn thể mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại 0344341710. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Chiều hôm nay em về được con máy cưa xích Shinowa 393, máy Nhật bãi nha mọi người. Con này cực kỳ đẹp luôn, và con này màu hồng nhé. Đây, tem mát còn nguyên luôn nha mọi người. Đời này có nút xả áp nhé, nút xả áp. Làm xích nè. Đấy, máy cực kỳ đẹp. Đây, phần mặt tiền trước là không thể nào chê luôn nha mọi người. Đó, rất là mới luôn. Con này thì chưa vệ sinh luôn nha mọi người. Chưa vệ sinh. Con này tí em sẽ rửa. Con này về là còn xăng. Đấy, tình trạng máy về là còn xăng và nổ luôn. Rồi, con này 39, gần 40cc nha. Và bây giờ em test nổ cho mọi người cùng nghe nha mọi người. Nó rất ngon nha mọi người. Đi qua em sẽ rửa sơ qua nhé. Chỉ rửa sơ bên ngoài thôi, bên trong máy này bên trong cũng sạch nha mọi người. Đó, con này đẹp lắm nha. Rồi, ok rồi đó. Này em xịt sơ qua rồi. Lên màu. Sơ sơ quá thôi ha. Quá đẹp luôn. Thôi, mọi người mua hàng liên hệ vào số điện thoại 0344341710 để đặt hàng nha mọi người. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Rồi, ok nhé.